Em xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền của em. Cái video này á, em chia sẻ cho anh chị thêm một cái kèo nữa, đó là cái đồng BNN Tóc Cành. Và hiện tại cái đồng này đã có giá nha anh chị và đã list trên cái sàn ngọc Lao Exchange. Nội dung cụ thể trong cái video này em sẽ nói như sau. Một á, là mình sẽ xem cái giá của nó trên cái sàn Lao Exchange và thêm một số cái đồng khác mà chúng ta đã tham gia. Cái thứ hai nữa là cái cách để anh chị chúng ta đăng ký cái đồng BNN này. Cái thứ ba nữa là em chia sẻ cho anh chị mình cái cách chúng ta đào mỗi ngày cũng như thông tin liên quan. Và cái thứ tư, nếu có thời gian nữa thì em sẽ cập nhật cho anh chị những cái dự án mà chúng ta đã từng tham gia nha anh chị nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào cái sàn Blau Exchange cho em. Đây là cái giao diện cũng như là cái biểu tượng của Blau Exchange, mình nhấp vào ha. Thì cái sàn này em cũng chưa đăng ký đâu, em sẽ dành ra một cái video riêng để em chia sẻ cho anh chị cái cách chúng ta đăng ký cái sàn này cũng như là cái cách chúng ta sử dụng cái sàn này ha. Rồi mình vào cái sàn này thì nó hiện tại nó cũng có cái phông chữ tiếng Việt, nhưng mà anh chị nhấp vào á thì nó chưa có. Rồi mình sẽ nhấp vào cái biểu tượng ở phía dưới này ha. Rồi anh chị nhấp vào ở trên nè, cái chữ search, anh chị gõ cho em cái chữ là BNN, mình enter. Thì ở đây anh chị sẽ thấy cái đồng này là BNN trên USDT, thì một đồng của nó là 0.0014849 anh chị nha. Đó. Rồi. Ngoài ra mình sẽ xem thêm một số những cái đồng khác như là cái đồng HY. Cái này là cái dự án HY đô la nha. Em đã từng chia sẻ anh chị rồi. Đây, 0.06. Tiếp theo nữa là một cái đồng, đó chính là cái đồng gì? Cái đồng Titan đó anh chị. Đây T nè. T này lúc list là 0.3 nha. 0.3849 mà bây giờ nó còn 0.0429. Đây là cái dự án mà tổng cung của nó rất là hiếm, chỉ cho đào 20 triệu thôi. Và tương lai nó còn ra NFT, ra sàn, rồi T-Swap các kiểu luôn. Nên là em khuyên anh chị nếu mà mình có tiền, mình bỏ ra một ít, mình làm xổ số mua kèo này hâu đi ha anh chị nha. Cái này vẫn cho đào nhưng mà đào rất là ít anh chị, thì chúng ta mua để đó. Tương lai nó sẽ ra NFT nữa, tháng 8 này nè, nó sẽ ra. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại cái nội dung chính nha. Rồi, thì làm sao để mình đào được cái đồng BNN thì chúng ta cần phải đăng ký. Và cái này chúng ta đào trên cái dạng là APK nên là chúng ta cần phải cái tệp về. Thì đối với anh chị là anh chị có thể nhấp vào cái phần mô tả trong cái video của em để chúng ta tải cái APK. Hoặc là anh chị nhấp vào cái phần tin nhắn đã ghim để chúng ta tải nha. Còn riêng em thì em sẽ nhấp vào cái tin nhắn như thế này. Rồi em sẽ nhấp vào đây. Anh chị sẽ thấy cái đường link ha, mình nhấp vào đây. Đó, như em là em sẽ nhấp duyệt. Và em sẽ nhấp vào cái chữ là tải xuống. Mình ok. Thì cái tệp chúng ta cần phải tải xuống nha anh chị. Anh chị chờ. Một ngày chúng ta đào được là 250 cái đồng là BNN. Đó, là cái này là nói về đào solo nha anh chị. Rồi anh chị tải xuống xong á thì nó sẽ không có hiển thị ở ngoài này đâu, nhưng mà chúng ta cần phải vào cái tệp tin hoặc là chúng ta vào cái phần mà quản lý tệp á. Đó, như em thế này. Rồi em sẽ vào, em sẽ thấy nè anh chị thấy không ạ? Cái tệp nó như thế này, mình nhấp vào đây ha. Mình nhấp vào cái chữ là cho phép một lần. Rồi anh chị nhấp vào cái chữ cài đặt cho em ha. Thì cái này nó khoảng 30 mê nha anh chị, một cái tệp này. Sau đó anh chị nhấp vào cái chữ mở cho em. Rồi mình nhấp, họ hỏi là cho phép BNN quyền bên dưới, thì chúng ta nhấp vào cái chữ là chỉ cho phép khi dùng ứng dụng ha. Tiếp tục là mình nhấp vào cái chữ là luôn cho phép cho em. Đó. Rồi ở đây á, nếu mà anh chị có tài khoản rồi thì mình nhấp vào đăng nhập ha. Còn mình chưa có thì phải nhấp vào cái chữ là Register phía dưới này giùm em nè, bên phải nè. Rồi đầu tiên là anh chị cần nhập cái mã code. Thì cái mã code này ở trên cái màn hình của anh chị thấy đó, thì chúng ta nhập vào ha. Khi anh chị giới thiệu người khác thì họ cũng cần cái mã code đó. Rồi sau đó chúng ta nhập cái email vào. Thì em khuyên anh chị á, trước khi làm lấy cuốn sổ ra cho em, ghi tên là dự án BNN, để chữ APK, sau đó là cái Gmail ha. Rồi cái mật khẩu. Bây giờ em sẽ nhập cái email vào. Đây nè. Đó. Anh chị lưu ý nhập đúng ha. Cái thứ hai nữa, cái password này là anh chị lưu ý chỉ cần chúng ta có chữ hoa, chữ thường và số thôi. Ví dụ như 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, HT. Đó, chữ T dứt hoa là như vậy là được nghe anh chị ha. Không cần phải là có mật khẩu đặc biệt đâu.
Anh chị lưu ý cái này nó không có con mắt nên anh chị phải làm thật là kỹ cho em ha. Đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ re-reader cho em. Anh chị cần lưu ý cho em là nhấp vào cái chữ copy để chúng ta sao chép cái 6 số này ha. Riêng em thì em sẽ dán vào đây trước một cái. Rồi. Đây nè. Anh chị sau đó nhấp vào cái mục là I have sent mail, tôi đã gửi cái mail ha, nhấp vào đây. Đó, họ congratulations là chúc mừng đó. Chúng ta nhấp vào cái chữ done hoàn thành cho em ha. Rồi ở đây như thế này. Cái việc đầu tiên anh chị cần nhấp vào cái chữ my này nè, my phía dưới bên phải nè. Sau đó anh chị nhấp vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải nè. Anh chị nhấp vào cái mục là email outend. Sau đó chúng ta dán vào cái phần mà chúng ta vừa copy 6 số đó, chúng ta nhấp vào cái chữ next step để chúng ta xác minh. Thì khi anh chị nhấp như thế này nè, nó sẽ báo là bị lỗi hoặc là đã xác minh không được ha. Thì anh chị cứ để đó đi, sau 24 giờ nó sẽ tự động trở về cho mình thôi. Cái này em nghĩ là nó còn mới, nó bị lỗi làm sao đó anh chị ơi. Còn cái ngôn ngữ thì chỉ có tiếng Anh và tiếng Hoa thôi. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái chữ meaning phía bên trái giùm em ha, em sẽ chia sẻ nè. Thì hiện tại là đang đào, sau 24 giờ chúng ta sẽ vào chúng ta kích một lần như trong những cái dự án khác anh chị thấy ở đây nè ha. Chúng ta nhấp vào cái chữ meaning này. Rồi. Cái ở phía dưới này nè là cái độ tốc độ bấm đào thôi, nó không có gì gọi là quá quan trọng. Rồi. Anh chị nhớ sau 24 giờ chúng ta cần nhấp vào cái chữ là click contribute nè. Em đang làm dấu hoặc là cái chữ là ớt tiền đô á, đây nè, chỗ này ha. Sau 24 giờ chúng ta nhấp vào đây để chúng ta nhận 250 cái đồng BNN. Rồi, ở đây là có hai cái người đang đào khá là nhiều luôn anh chị ha. Cái này là cái số lượng cái ganh á, cái xếp hạng á. Đó. Rồi, anh chị muốn mời bạn bè ở đâu thì anh chị nhấp vào cái chỗ này nè, invite miner nè, chúng ta nhấp vào biểu tượng này. Thì ở đây nè. Đó, anh chị thấy cái mã mời này cũng là cái mã mời của em luôn nè. Chúng ta nhấp vào copy thì anh chị lấy chia sẻ. Cái thứ hai nữa chúng ta copy cái link APK này để chúng ta mời bạn bè người thân để cho họ tải ha. Thì ở đây á, theo em biết là chúng ta mời chúng ta sẽ nhận được phần trăm theo 2 tiếng, tức là tiếng 1 và tiếng 2. Thì tiếng 1 bao nhiêu phần trăm em cũng không nắm tại vì em chưa có giới thiệu được anh chị nào hết. Cái thứ hai nữa tiếng 2 cũng vậy. Đó, thì em sẽ cập nhật ở cái video sau nha, nếu anh chị ủng hộ em. Đó là cái thông tin về cái phần đào cũng như là cái mã mời cũng như là cái ganh xếp hạng. Anh chị nhấp vào cái giữa nè, reaching này. Thì sau 24 giờ á, cái mail nó tự động nó cập nhật về đây nè, nó sẽ có cái chấm tròn ở đây là incomplete, là đã hoàn thành ha. Và anh chị thấy là cái tốc độ đào của mình nè, nó như thế này, nó cũng đơn giản thôi anh chị, đơn giản thôi. Thì ở đây nó có những cái nè, anh chị xem những cái thông tin này ha. Cái này tiếng Anh thì em cũng chưa có dịch kịp đâu, chúng ta xem thêm đó. Thì cái này chắc cái ranh nè anh chị, cái ranh xếp hạng nè, người ta đào khá là nhiều ha. Rồi anh chị vào cái mục mai, thì cái mai này ở đây á, nó có ba cái ví là cái put USDT và cái BNN. Thì hiện tại á, là anh chị sẽ thấy có ba mục, một là exchange là cái sàn, receive là tiếp nhận, transfer là chúng ta chuyển. Thì hiện tại họ ngưng, họ chưa có cho mình giao dịch chuyển này kia ha. Thì cái này thời gian tới thì họ sẽ mở thôi, em sẽ cập nhật cho anh chị xem. Cái hai USDT nữa thì cũng như vậy thôi. Chúng wow, chờ em cái nha. Cái này hình như là mình nạp vào đây được nha anh chị, nhưng mà thôi, nạp làm chi, mình đào miễn phí mà, được thì ăn, không được thì thôi, em không khuyến khích nạp vào đây nha. Cái phút chan này cũng vậy, cái phút chan này là cái dự án mà lúc trước em có chia sẻ đó, nhưng mà cái tài khoản của em không biết tại sao nó khóa luôn, không kiểu như nó quét thấy tiếng dưới nhiều rồi nó quét làm sao anh chị, nó khóa luôn. Em phản hồi liên hệ thì nó không có trả lời, rất là cay cái dự án phút này, nên là em cũng không có cập nhật gì được nó. Đó. Rồi cơ bản là như vậy thôi. Thì tổng thể em gom lại ha, một là chúng ta đăng ký xong đó, chúng ta sao chép lại cái mã 6 số để chúng ta nhấp vào cái chỗ mà xác minh cái Google Trend. Cái thứ hai nữa là sau 24 giờ chúng ta vào, chúng ta nhấp vào minion này và chúng ta nhấp vào cái mục dưới này để chúng ta nhận. Cái thứ ba nữa là anh chị lấy cái mã mời này để chúng ta chia sẻ với bạn bè người thân, mình nhận thêm cái tốc độ đào. Rồi cái thứ tư nữa thì khi nào mà nó cho gút chuyển lên sàn Power Chain thì em sẽ chia sẻ ha. Bây giờ chúng ta tranh thủ đào, sau này nó sẽ giảm tốc độ nữa nghe anh chị. Rồi em sẽ dành riêng một cái video em chia sẻ đăng ký cái sàn Power Chain này để chi, để anh chị mình có thể là lên đây chúng ta trao đổi mua bán những cái đồng
Ha anh chị nha. Đó là cái điều em muốn chia sẻ trong cái video này. Rồi anh chị mình tranh thủ đào đi ha. Rồi từ từ có gì em sẽ cập nhật sau. Có cái gì không rõ thì cứ bình luận phía dưới đi mọi người. Em sẽ là trả lời mọi người khi mà em có cái thời gian rảnh. Đó. Thường á thì em sẽ trả lời hết cho anh chị luôn. Nó như những cái này là thường là em sẽ có hết. Nè. Rồi em xin phép dừng cái video nha anh chị.